Chào các em. Như vậy là trong cái phần 1 của video giới thiệu bài tập trắc nghiệm chương 1 môn hình học lớp 10, thầy đã hướng dẫn các bạn làm từ câu 1 đến câu số 25. Thì trong video phần 2 này, thầy sẽ hướng dẫn tiếp cho các bạn làm từ câu số 26. Câu 26: cho tam giác ABC trọng tâm là G. Chú ý đây là trọng tâm. Phát biểu nào là đúng? Thì chúng ta quan sát thấy các đáp án. Ở đây có những cái đáp án rất là quen thuộc, đó là GA, GB, GC này. Đấy. ID cũng là GA, GB, GC. Thì chúng ta đã biết là với trọng tâm G của tam giác thì chúng ta có GA cộng GB cộng GC. Nó có cái tính chất là gì? Tổng của 3 vector này là bằng vector 0. Đấy. Thế thì nếu như xét về độ dài của tổng 3 vector này thì nó sẽ bằng 0. Đấy. Thì ứng với cái ID, đây là ý đúng. Chúng ta chọn ID. Câu số 27: hình bình hành ABCD tâm O là giao điểm của AC và BD, tìm câu sai. Chúng ta vẽ hình ra để cho nó dễ nhìn. A, B, C, D. O là giao điểm của AC và BD, tức là giao điểm của hai đường chéo đây. Chúng ta có ở ý A là AB cộng AD. Đây, AB cộng AD bằng AC. Đây là dựa vào quy tắc hình bình hành. Như vậy là ý A này là câu đúng. Nhưng mà đầu bài để yêu cầu là tìm câu sai. Sau đó chúng ta xem xét tiếp. Thế ví dụ ở ý C là OA cộng OB. OA cộng OB. Thì nếu như theo quy tắc hình bình hành, chúng ta sẽ dựng được một cái vector lên trên như này. Đấy. Phần OC cộng OD. Đây thì OC cộng OD, ví dụ như này. Đấy. Thì nó sẽ được cái vector như này, đúng không? Còn OA OB thì lại như này. Thì rõ ràng đây là hai vector là đối nhau thì không thể bằng nhau được, đúng không? Đấy, các bạn quan sát cho kỹ này. Đây, kết quả đây là OC cộng OD là theo quy tắc hình bình hành nha. Thì con này cũng thế, nếu như dự hình bình hành chúng ta cũng được là đây là tổng của vector OA với OB. Đó. Thì đây là hai vector đối nhau mà ở IC nó vào bằng nhau. Như vậy ở IC là câu sai. Chúng ta sang câu số 28. Phát biểu nào là sai? Nếu là nếu vector AB bằng vector AC thì độ dài của vector AB bằng độ dài vector AC. Thì cái này là đương nhiên là đúng rồi. Chúng ta đã biết là hai vector bằng nhau thì nó phải đảm bảo các yếu tố là hai vector này là phải cùng hướng. Đấy, và có độ dài bằng nhau, đúng không? Câu B này. Nếu vector AB bằng vector CD thì AB CD thẳng hàng. Thế như vậy thì cái căn cứ ở đây là chưa có căn cứ để khẳng định được AB CD thẳng hàng. Đấy, ví dụ như này. Chúng ta có vector AB đây. Vector CD đây, đúng không? Đây, AB này, CD này. Hai cái này nằm trên hai đường thẳng song song, chỉ cùng một hướng, có độ dài bằng nhau nhưng rõ ràng nó không thẳng hàng, đúng không? Như vậy thì câu B này là câu sai. Rồi. Sang câu 29. Cho tứ giác ABCD có MN là trung điểm của AB và CD. Tìm giá trị của x thỏa mãn AC, vector AC cộng vector BD bằng x nhân vector MN. Thế như vậy thì chúng ta cũng cần phải khai thác nó ra. Để cho dễ làm, chúng ta vẽ một cái hình tứ giác ra. A, B, C, D. Có M là trung điểm của AB. M này. N là trung điểm của CD. N. Đấy. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ khai thác để cho AC này. AC nhá. Đây chúng ta tách thành AM cộng MC. Đó. Rồi cộng tiếp với BD thì cũng tách thành BM cộng MD. Đó. Đây sử dụng quy tắc 3 điểm. Đến đây chúng ta lại có là đây chúng ta có là MC cộng MD. Đây
AM cộng MB thì bằng vectơ 0 rồi. Thì cái này là do tính chất của trung điểm đúng không? Thế còn MC cộng MD với N là trung điểm của CD thì chúng ta có nó được là hai lần vectơ MN. Đây là cũng là tính chất trung điểm của một đoạn thẳng với N là trung điểm của CD. Như vậy thì chúng ta có cái chỗ này x là phải bằng bằng 2. X bằng 2, như vậy trong câu này chúng ta chọn ý B. Câu số 30. Cho tam giác ABC và tam giác A'B'C' có trọng tâm là được G và G'. Đặt biểu thức P bằng A' cộng vector BB' cộng vector C'. Khi đó ta có P bằng. Như vậy là ở đây người ta yêu cầu chúng ta là thu gọn cái vector P, biểu thức P này đúng không? Chúng ta sẽ làm như sau. Chúng ta tách thằng A' thì bằng AG cộng với G A' cộng tiếp đấy, chỗ này thành BG cộng GB phải cộng với CG cộng GC phải. Thì đây chúng ta để ý thế này, ba cái thằng này nếu nhóm vào thì chúng ta sẽ được gì đây? Nếu như vậy nó sẽ là đặt dấu trừ ra ngoài là GA này cộng GB cộng GC đúng không? Thì chúng ta đã biết cái này là bằng vectơ 0 rồi đúng không? Đấy, như vậy nó chỉ còn có này GA phải cộng GB phải cộng GC phải. Bây giờ mình quan sát thấy là ở trong các đáp án nó chỉ xuất hiện vector GG phải đúng không? Như vậy chỗ này chúng ta sẽ tách cái này ra thành GG phải cộng G phải A phải cộng tiếp GG phải cộng G phải B phải cộng với GG phải cộng G phải C phải. Bây giờ chúng ta lại quan sát thấy là ba cái thằng này nhóm vào thì lại được là bằng 0 vì G phải là trọng tâm tam giác A phải B phải C phải. Như vậy chúng ta có kết quả là cái biểu thức P này nó sẽ bằng 3 lần vectơ G G phải. Như vậy là ở trong cái câu 30 này chúng ta sẽ chọn cái ý đúng là ý C. Giờ chúng ta chuyển qua câu số 31. Cho tam giác đều ABC cạnh A trọng tâm G, phát biểu nào là đúng? Như vậy ta ý thứ nhất chúng ta có là vector AB bằng vector AC thì cái này chắc chắn là sai rồi, vì là đây là hai vector này là hai vector trùng gốc A mà đây là hai cạnh của một tam giác đều đúng không? Đây đây có cái hình minh họa thôi, ABC đấy, thì AB cộng AC, AB không thể bằng AC được. Ý thứ hai chúng ta có độ dài của vectơ tổng AB cộng AC bằng 2A. AB cộng AC, AB cộng AC thì nếu như xét theo quy tắc hình bình hành chúng ta sẽ phải cho nó bằng cái này, bằng AD đúng không? Đấy, AD thì rõ ràng là đây là A, đây là A thì AD là phải nhỏ hơn 2A rồi. Đấy, do đó là cái BB này cũng là sai. Đấy, sang IC này, GB cộng GC. Thế với G là trọng tâm thì G nó nằm ở khoảng này, GB cộng GC. Đấy. Bằng A căn 3 trên 3. Được rồi. Thì chúng ta có GB cộng GC là bằng cái gì đây? Mình đã biết là G là trọng tâm tam giác ABC đúng không? Như vậy là GA cộng GB cộng GC là bằng vectơ 0. Thế như vậy là suy ra là GB cộng GC thì bằng trừ đi GA đúng không? Đấy. Mà cái câu này thì có thể là mình cũng không cần GB cộng GC bằng trừ GA rồi, không cần xem xét tiếp nữa đâu, vì đây nó là một cái độ dài đó. Mà đây lại không có ký hiệu độ dài, nghĩa ra là phải như này thì mình mới xem xét tiếp đúng không? Cái câu này không cần xem xét nữa. Như vậy cái đáp án đúng ở đây còn lại là câu D thôi. Rồi. Câu 32. Cho tam giác ABC có bao nhiêu điểm M thỏa mãn? Độ dài của vectơ tổng MA cộng MB cộng MC bằng 5. Thế thì ở đây chúng ta cần phải khai thác. Đây chúng ta có MA này cộng MB cộng MC. Thế khi mà làm những cái câu nó liên quan đến kiểu là MA, MB, MC như này thì chúng ta nên sử dụng đến cái trọng tâm G
chúng ta tách ra đây, mg cộng ga này cộng mg cộng gb cộng tiếp mg và cộng gc. Thế tại sao chúng ta lại sử dụng trung điểm? Vì ở đây có ga trọng tâm, vì ở đây có ga cộng gb cộng gc là bằng vectơ không. Như vậy chúng này chúng ta có cái là 3mg đó. Thế thì theo như cái đầu bài chỗ này bằng 5 thì chỗ này chúng ta có là 3mg bằng 5 đúng không? Tức là gì? Mg bằng 5/3. Như vậy là điểm g là cố định rồi đúng không? Điểm m là một cái điểm thay đổi, nhưng mà miễn làm sao chỉ cần đảm bảo là độ giai đoạn mg bằng 5/3. Thế thì nếu như nó chỉ cần đảm bảo là mg bằng 5/3 thì nó phải là một tập hợp các đường tròn, tập hợp các điểm giống như một đường tròn đây. Ví dụ như đây điểm g, m có thể nằm ở những cái chỗ này đúng không? Đấy, thì do đó là có vô số điểm như thế, nên ở cái câu này chúng ta chọn ý ý C. Vậy là kết thúc cái câu số 32, chúng ta chuyển sang câu số 33. Cho tam giác đều ABC cạnh A có IJK lần lượt là trung điểm của BC, CA và AB. Tính giá trị của AI cộng BJ cộng CK. Thì trước hết chúng ta cứ vẽ một cái tam giác đều ra. Rồi. A, B, C này. I là trung điểm BC. I đây. J là trung điểm của CA. J đây. Và K là đây. Đầu bài yêu cầu tính là AI này cộng với BJ này cộng với CK. Thế như vậy thì ở đây chính là ba đường tuyến thì kiểu gì nó cũng liên quan đến cái G này rồi, đúng không? Như vậy thì chúng ta sẽ tách như sau. Chúng ta có AI cộng BJ cộng CK bằng AI. Thì chúng ta nhìn đây, AI này thì có phải là nếu theo tính chất của đường trung tuyến thì nó bằng 3/2 của AG. Tức là AG thì bằng 2/3 của AI, tức là AI thì bằng 3/2 của AG đúng không? Thế là 3/2 của chỗ này là vector AG. Cái này cũng tương tự, BJ thì bằng 3/2 vector BG và cái này cũng là 3/2 vector CG. Thế thì nếu như đặt con 3/2 ra ngoài và đặc biệt là đảo chiều đi thì nữa lần trước chúng ta có đây là GA cộng GB cộng GC. Thế thì cái này nếu như xét về độ lớn, độ lớn thì cái này là do cái này mà vectơ không rồi, độ lớn của cái này sẽ bằng 0. Độ lớn bằng 0, như vậy là chúng ta chọn câu đúng là câu E. Sang câu 34. Cho tam giác ABC I là trung điểm BC trọng tâm G. Tam giác ABC I là trung điểm BC trọng tâm G này. Rồi, đâu ai hỏi gì đây? Phát biểu nào sau đây đúng? Ít nhất là vector GE bằng 2 lần vector GI. GI là ngược chiều nhau đúng không? Ngược hướng nhau. Thế như vậy thì không thể nói là vector GE bằng 2 vector GI được, nó phải là một số âm cơ. IB, độ dài của vector IB cộng độ dài vector IC bằng 0. Thế nếu IB cộng IC thì bằng vector 0 thì đúng. Thế còn tổng hai độ dài thì không thể bằng 0 được. Cái này cũng không đúng. Rồi, câu xem câu C này. Vector AB cộng vector IC. AB cộng IC bằng AI. Bằng AI. Thì chúng ta có này, AB này cộng IC thì bằng AB cộng. Cái này muốn áp dụng được cái quy tắc 3 điểm thì chúng ta phải tìm đến một vector mà có độ bằng vector IC. Thì để bằng vector IC chúng ta có đây là vector BI và nó lại có cái điểm B chung đây rồi. Vậy cái này cộng lại thì bằng AI. Thế thì ở trong câu này, câu 34 này cái ý đúng là ý C. Câu số 35. Cho 3 vector, 2 vector, vector A, vector B và vector M bằng 2 lần vector A cộng 3 lần vector B có tọa độ là. Đấy. Tức là người ta yêu cầu mình tính cái tọa độ vector M ra thì cũng không có gì khó khăn cả. Thì chỗ này chúng ta có là chỗ này là chúng ta chỉ cần lấy gì? 2 nhân với chỗ này là 2 nhân với tọa độ vector A là 1
cộng 3 nhân với tọa độ vector B là 3. Đó là lấy nhân x tương ứng đấy, 2 cộng 11. Đó. Quan sát là các cái đáp án đây có mỗi B là có phần cái hoành độ ở 11, chúng ta chọn luôn là B. Đó, không cần nghĩ tiếp. Câu 36. Câu 36 là cho tam giác ABC với 3 điểm A, à, cho A, cho B và cho G hỏi tọa độ điểm C, đúng không? Thì theo công thức chúng ta đã biết gì? XA cộng XB cộng XC bằng 3 lần XG, đúng không? Như vậy nếu thay vào thì XA đây là âm 3 này, à, cộng XB là 9 này, cộng XC chưa biết là cái cần tìm. 3 lần XG là 3 nhân 1 phần 3. Thì từ đây chúng ta dễ dàng tính ra được XG này là 1. Chỗ này là còn 6. Như vậy là XG bằng trừ 5. 6 trừ 5 thì bằng 1, đúng không? Tương tự như thế với YG, chúng ta có thể nhẩm như sau, à, lấy 3 nhân 0 là 3 này, là 0 này, được chưa? Trừ đi trừ đi cái này và trừ đi cái này, trừ đi 6 và cộng 10, như vậy là còn 4. Đấy. Thế thì dựa vào cái công thức đấy là tính được là x thì bằng âm 5, còn y thì bằng 4. Chúng ta cùng xem đáp án. Như vậy ở đây có cái ý C, x bằng âm 5, y bằng 4. Đó, chúng ta chọn ý C. Chúng ta chuyển sang câu số 37. Cho điểm A, điểm B và điểm C, tìm giá trị của M để A, B, C thẳng hàng. Thế thì cái này cũng không có cái gì khó. Chúng ta có để vector A thẳng hàng thì vector AB thì bằng K là vector AC. Thì chúng ta cần tính là AB, vector AB chúng ta tính ra bằng này, lấy B trừ A, tức là 2 trừ đi M trừ đi trừ 1 thành cộng 1, như vậy thành 3 trừ M. Lấy cái này 5 trừ đi 2M lại trừ 2 thì còn 3 trừ 2M. Đấy là vector AB. Vector AC, chúng ta lấy M trừ 3 trừ đi M trừ 1, như vậy là M M hết, trừ 3 và trừ đi trừ 1 thì còn trừ 2. Lấy 4 trừ đi 2 là còn 2. Như vậy thì để hai vector này cùng phương thì chúng ta có 3 trừ đi M chia trừ 2 phải bằng 3 trừ đi 2M trên 2. Đấy, thì như này chúng ta thấy là đây là âm 2, đây là 2. Thế như vậy chúng ta được là 3 trừ M sẽ phải bằng trừ 3 cộng 2M. Này ném xuống đây, 6 cái này bằng 3M. Như vậy là chúng ta có là M bằng 2. Đó. Đấy, thế thì trong câu này chúng ta sẽ chọn là M bằng 2 là yeah. Chúng ta chuyển sang câu số 38. Cho tam giác ABC với ABC, tìm tọa độ điểm D để ABDC là hình bình hành. Đó. Thì cái này cũng không có gì khó, các bạn cứ vẽ cái hình bình hành ra cho dễ làm nhé. ABDC. Đó. Thế thì để nó là hình bình hành, chúng ta có vector AB là bằng vector AC. Đó. Thế giờ chúng ta có AB là theo đầu bài tính ra là gì đây? Trừ 4 trừ đi 3 là bằng trừ 7. AC, à đâu, AB này, 2 trừ đi trừ 1 là còn 3, đúng không? Trong khi đó vector AC chúng ta có tọa độ là gì? Ở đây không phải là AC, xin lỗi nha, AB bằng CD. AB bằng CD, rồi. CD thì cái điểm D mình chưa biết đấy, mình cứ gọi là XD này. Trừ đi XC là trừ 4 này. ID chưa biết này, gọi là ID này. Trừ đi chỗ này là trừ 3 này. Đó. Thế thì theo như hai vector bằng nhau thì chúng ta có XD trừ đi 4 thì phải bằng trừ 7. Thế còn ID trừ 3 thì bằng 3. Đó. Thế là XD trừ đi 4 bằng trừ 7, tức là XD bằng 4 cộng với âm 7, XD bằng trừ 3. Thế còn ID bằng 3 cộng 3 là 6, như vậy là trừ 3 và 6. Thì ở đây chúng ta có IB này là trừ 3 và 6, chúng ta chọn IB. Chúng ta chuyển sang cái câu 39.
cho vector A, vector B như này, tìm phát biểu sai. Cái thứ nhất là độ dài của vector A bằng 5. Thì đây là nếu như mà chúng ta có vector A như thế này thì nếu xét tọa độ thì nó sẽ là 3 và trừ 4 đúng không? Thì nếu tính độ dài là 3 bình cộng với trừ 4 bình căn ra thì là bằng 5 là đúng rồi. Cái thứ hai là độ dài của vector B bằng 0. Vector B thì nếu xét tọa độ chúng ta có 1 và trừ 1. Nếu như mà áp dụng công thức tính độ dài thì 1 bình cộng với trừ 1 bình thì cái này nó phải bằng căn 2. Còn đầu bài này bảo là cái IB này nó lại bảo là cái độ lớn của cái vector B này bằng 0. Do đó cái IB này là y sai. Thì trong câu này là chúng ta chọn câu B. Đó, chọn IB. Câu số 40. Cho điểm A, điểm B, điểm C và ta có vector AB bằng x nhân vector AC thì x có giá trị là. Thì giờ chúng ta cứ tính vector AB ra. Rồi lấy B trừ A này, trừ 5, trừ đi 3 là trừ 8 này. Còn 4 trừ đi trừ 2 thì là 6. Tính vector AC này, 1 phần 3 trừ đi 3. 1 phần 3 trừ 3 là trừ đi 8 phần 3. Còn 0 mà trừ đi này là được 2. Thế ở đây chúng ta thấy như này. Là nó bảo là gì nhỉ? Cái chỗ này chúng ta có 2 nhân 3 là 6. Cái chỗ này cũng vậy. Âm 8 phần 3 nhân 3 thì là âm 8. Do đó là chúng ta có x ở đây là bằng 3. Đó. X tự bằng 3. Đấy, chỗ này chúng ta có chọn ý A. Đó. Câu số 41. Cho vector A, vector B có M. Tìm tất cả các giá trị của M để hai vector cùng phương. Đấy. Thì chúng ta đã biết là để hai vector cùng phương là vector A thì bằng K nhân vector B thôi đúng không? Như vậy chúng ta chỉ cần tính là cho đây là 4 chia cho 2M cộng 6 bằng trừ M chia cho 1. Đó. Tính lên chúng ta được là 4 hoặc nhân chéo nhé. Trừ 2M bình trừ 6M. Đó. Vậy chuyển vế được 2M bình cộng 6M cộng 4 bằng 0. Thì khi chúng ta giải phương trình này, chúng ta nhẩm thấy là A trừ B cộng C bằng 0 đúng không? Như vậy được là m bằng trừ 1 và m bằng trừ 2. Đấy, trừ 1 và trừ 2 thì chúng ta sẽ chọn ý C. Câu số 42. Cho tam giác ABC có điểm A, điểm B, điểm C. Hỏi là tâm đường tròn ngoại tiếp y là. Thế thì cái đặc điểm là tâm đường tròn ngoại tiếp ấy, thì các bạn phải hiểu nó là cái gì. Tâm đường tròn ngoại tiếp thì có những tính chất gì. Thì đây chúng ta thấy là tâm đường tròn ngoại tiếp thì là giao điểm của ba đường trung trực và nó có tính chất là cách đều ba đỉnh. Như vậy chúng ta chỉ cần kiểm tra xem là ví dụ như ở IA này thì nếu như điểm này là điểm Y thì nó có cách đều AB và AC hay không, vân vân. Chúng ta chỉ cần tính nhé. Chúng ta tính IA bình nhé. IA bình thì lấy 1 trừ đi 3 tức là bình cộng với chỗ này là 2 trừ đi 1 phần 2 tức là 2 cộng 1 phần 2 tất cả bình. Đó. Chúng ta tính IB bình bằng cũng tương tự như thế, lấy 5 trừ 3 tất cả bình. Đó. Cộng với chỗ này là cũng là 2, như vậy là 2 cộng 1 phần 2 tất cả bình. Đó. Thế đây thì chúng ta không cần tính, chúng ta đã biết là nó bằng nhau rồi. Vì sao? Đây là hai cái tổng đằng sau giống nhau. Cái này 1 trừ 3 thì cũng bằng trừ 2, bình phương lên cũng bằng 4. Cái này 5 trừ 3 cũng là 2, bình phương lên thì cũng bằng 4 đúng không? Vậy chúng ta chỉ cần kiểm tra IC nữa thôi. IC bình là 1 trừ đi 3 tất cả bình cộng với chỗ này là trừ 3 cộng 1 phần 2. Ở đây chúng ta thấy này, 1 trừ 3 là trừ 2 thì bình phương lên nó cũng là 4 đúng không? Thế chỗ này là trừ 3 cộng 1 phần 2 thì nó sẽ bằng trừ đi 5 phần 2. Trừ 5 phần 2, thế còn ở trên này là cộng lại là 5 phần 2. Thì khi bình phương lên hai cái này cũng bằng nhau. Do đó IA bình bằng IB bình bằng IC bình. IA là đúng rồi. Đó. Vậy chúng ta sẽ chọn đáp án ở đây là IA. Rồi tiếp theo chúng ta chuyển sang câu số 43. Cho vector A, vector B và vector C bằng
4 lần vector A trừ đi vector B thì tọa độ của C là. Thì cái này cũng tính đơn giản thôi. Chúng ta lấy 4 này, 4 này nhân với A là nhân với 1 x của nó đấy, trừ đi B, trừ B là trừ đi x của thằng B đồng 3. Như vậy là được 1. Đó. Đấy. Thế thì trong các cái đáp án này chưa cần tính y, chúng ta thấy là chỉ có đáp án C là x bằng 1 thôi. Vậy chúng ta chọn luôn C. Đó. Câu 44 cho tam giác ABC với tọa độ ABC này, tìm D để ABCD là hình bình hạnh. Thì câu này cũng tương tự một câu hôm nãy, có điều là phải vẽ ra vì nó nói đây là ABCD. Thì chúng ta lại có là vector AB lại bằng vector DC cơ. Đó. Ở đây chúng ta có AB này bằng này. AB trừ 4 trừ đi trừ 5 là thành cộng 5 còn 1. Trừ 1 trừ đi trừ đi 6. Trừ 1 trừ 6 là được trừ trừ 7. Thế còn vector AC là DC. DC thì ở đây chúng ta phải lấy thằng sau trừ trước là thằng C trừ thằng D. C thì chúng ta có đây là 4 này. Trừ D là cái chưa biết này. Thế còn chỗ này là Y là 3 này. Đấy. Thế thì theo như cái đặc điểm nó là hình hàng ngày, chúng ta có vector AB bằng vector DC, tức là 1 thì phải bằng 4 trừ XD. Còn trừ 7 thì bằng 3 trừ YD. Thế từ đây chúng ta dễ dàng tính được XD. Đúng không? 4 trừ đi 1 còn 3. Rồi. Rồi chúng ta cũng tính được ID bằng gì đây? Chuyển cái này sang. Con này sang là 10. Đấy, như vậy thì điểm D có tọa độ 3, 10. Đó. 3, 10 thì chúng ta sẽ chọn ý. Yeah. Chúng ta chuyển sang câu số 45. Gọi Y là trung điểm của đoạn AB. Câu nào sau đây là đúng? Đó. Rồi, như vậy chúng ta có đoạn AB đây. Y đây. Yeah. Ý nhất là vector AB bằng trừ 2 lần vector IA. AB là theo chiều này. Còn IA lại theo chiều này. À, cũng có lý. À. Vector AB bằng trừ 2 lần vector IA. Yeah. Cái câu này là cũng đúng đúng không? Thế thì nếu như mà trong một cái câu trắc nghiệm mà nó không có cái ý như ID này thì chúng ta sẽ chọn luôn ý E rồi. Tuy nhiên là nó có ID nên là chúng ta kiểm tra thêm. Giả sử ở IB này, hai vector IA và IB đối nhau, IA, IB dĩ nhiên là đối nhau rồi. Đó. Thế thì ở đây cái này AB và IA là hai vector cùng phương. Đương nhiên là cùng phương rồi, đúng không? Thế như vậy là trong câu này là ý đúng của nó phải là ID cơ. Đấy, cả ba cái đáp án là đều đúng. Ba đáp án ABC đều đúng. Câu số 46 cho tam giác ABC gọi M trung điểm BC và G trọng tam giác ABC. Câu nào sau đây là đúng? A, à, B này, C này, M là trung điểm BC, G là trọng tâm. À, chúng ta có IA là vector GB cộng với vector GC bằng 2 vector GM, GB cộng GC bằng 2 mũ GM. À, cái này thì ý đúng rồi. Đó. Đấy. Vì theo cái tính chất của trung điểm đoạn thẳng đúng không? Đấy. Thì điểm G này không nhất thiết là trọng tâm, điểm bất kỳ trên M chúng ta đều có được cái tính chất này. Đó. Như vậy ở câu 46 chúng ta chọn IE. Câu 47 cho tam giác ABC đều có cạnh độ dài bằng A này. Hỏi độ dài của vector AB cộng vector BC bằng. Đó. Tam giác đều ABC này. Đó. Đầu bài hỏi là AB cộng BC. AB này cộng với BC. Đó. Thì chúng ta có AB cộng với BC thì chính bằng AC rồi đúng không? AC thì lại dài bằng A rồi. Như vậy câu 47 chúng ta chọn ý A. Rồi chúng ta sẽ tiếp tục với câu số 48. Cho hình chữ nhật ABCD, biết AB 4A, AD bằng A, 3A thì độ dài của AB cộng AD bằng. Đây, các bạn vẽ cái hình ra cho dễ nhìn. Được không? AB CD thì cái này là 4A này, cái này là 3A, đúng không? Hỏi là vector AB cộng vector AD thì cái này theo quy tắc hình bình hạnh là bằng AC rồi đúng không?
Đấy. Thế cái này bằng 3a hay 4a. Thế cái này nếu áp dụng định lý Pythagore thì các bạn sẽ dễ dàng tính được AC là bằng 5a nhá. 3 bình phương là 9, 4 bình phương là 16, 9 cộng 6 là 25. 25 là 5 bình phương. Như vậy thì ở đây chúng ta có độ dài của AC là bằng 5a. Mà theo cái quy tắc thì chúng ta có là AB cộng AD bằng bằng AC, đúng không? Như vậy ở trong cái câu này chúng ta sẽ chọn cái đáp án đúng là 5a và AD. Câu số 49. Cho tam giác ABC và điểm M trên đoạn AC với AC 3AM. Ta có vector BM bằng M nhân vector BA cộng N nhân vector BC thì khi đó M cộng N bằng. Cái này chúng ta vẽ tam giác ra. ABC. Đó. Điểm M trên đoạn AC với AC bằng 3AM. Như vậy phải chia 4 rồi. AC bằng 3AM. Thế chia 3 thôi. AC bằng 3AM. Rồi. Đấy, như vậy chúng ta đã có AC bằng 3AM. Bây giờ chúng ta sẽ tính thằng M, BM này. Bằng này. BM. Đó. Thì đương nhiên là BA cộng với AM. Đấy. Tuy nhiên là trong cái đầu bài chỗ này nó chỉ có BA chứ nó không có AM. Như vậy chúng ta phải biến đổi tiếp thằng AM này. Đó. BA này cộng với AM thì mình đã biết là nó bằng gì rồi. 1 phần 3 của AC rồi đúng không? Thay nó vào thôi. 1 phần 3 của AC này. Đấy. Thế bây giờ là vẫn chưa xuất hiện BC. Thì chúng ta phải tách từ cái thằng AC ra. Được. Như vậy được. Đây vẫn là BA này. Cộng 1 phần 3 của này. AC. Thì tách ra bằng AB cộng với BC. Đấy. Như vậy chúng ta có cái này bằng vector BA cộng 1 phần 3 của vector AB. Cộng 1 phần 3 của vector BC. Đó. Như vậy đây chính là 1 phần 3 rồi. Thế còn hai cái này. Thì đây là do tính chất là hai vector này là hai vector đối với nhau. Cho đó lại chúng ta có được là 2 phần 3 của vector BA. Đấy, BA là hệ số đang là 1, còn thằng này 1 phần 3. Không? Thì khi đảo ngược lại cho này trừ 1 phần 3 thì nó sẽ trừ được. Như vậy 2 phần 3 cộng 1 phần 3 thì chúng ta có kết quả bằng 1. Như vậy là câu 49 là mình sẽ chọn ID. Câu số 50. Cho tam giác ABC có trọng tâm G và M là trung điểm của BC, đẳng thức nào sau đây đúng? Như vậy chúng ta cũng chỉ cần vẽ một tam giác bất kỳ thôi. ABC, M là trung điểm của BC, G là trọng tâm. Rồi, câu thứ nhất là hai lần vector AM, hai lần vector AM bằng 3 lần vector AG. 3 lần vector AG. Cái câu này có khả năng là đúng đấy. Vì theo như cái tính chất thì chúng ta có AG là bằng 2 phần 3 của AM đúng không? Tính chất. Thế nhân lên là 3 AG bằng 2 AM. Đúng chứ là về mặt số liệu chúng ta có là 3 AG bằng 2 AM. Tuy nhiên là đây là AG và AM là hai cái vector cùng chiều, cùng hướng đúng không? Sau đó chúng ta có là 3 vector AG thì bằng 2 vector AM. Đấy, như vậy là ở câu 50 là IA là đúng rồi. Chúng ta chọn A. Yeah. Câu 51. Cho 3 điểm MNP thẳng hàng. Trong đó điểm N nằm giữa 2 điểm M và P. Khi đó các cặp vector nào sau đây cùng hướng. Yeah. MNP thẳng hàng này. Điểm N nằm ở giữa 2 điểm. Ta xét cái nhất là MN và PN. MN và PN. Đó. MN và PN. Một cái thì như này, còn một cái thì như thế này thì không thể gọi là cùng hướng được, đúng không? Ý thứ hai MN và MP. MN này, MP này đúng là cùng hướng rồi, đúng không? Như vậy chúng ta chọn IB. IB. Câu 52. Cho tam giác đều ABC với đường cao là AH. Chúng ta cứ vẽ minh họa cái hình ra để cho dễ làm nhé.
đúng cao hát rồi. Đẳng thức nào sau đây là đúng? Thứ nhất là vector HB bằng vector HC. HB, HC thì cái này chúng ta có chỉ có thể tính hai vector đối nhau thôi đúng không? Không bằng nhau. Đó. Ý B này, vector AC thì bằng hai lần vector HC. À, độ dài chứ. Độ dài vector AC thì cái này bằng A rồi. HC thì bằng A trên 2. Thì nếu nhân lên thì cũng bằng A. Như vậy ở câu 52 này là mình chọn ý B. Để kết thúc cái câu 52, chúng ta cùng chuyển sang câu số 53. Cho hình bình hành ABCD, đẳng thức nào sau đây đúng? Đây cái này phải căn cứ hình hành. Vẽ hình bình hành ra. À, cái đầu tiên là có là vector AB bằng vector CD. AB thì cho chỗ này còn CD cái này thì cái này là sai rồi. BC bằng AD, BC bằng AD. À, đây là DA. BC bằng DA thì cái này cũng sai rồi. À, IC vector AC bằng vector BD. AC BD là hai hàng chéo. Hai hàng chéo thì thông thường là hình bình hành hai hàng chéo là không bằng nhau đúng không? Thì như vậy ý đúng còn lại là AD bằng BC. Đây. AD này, BC thì đúng là hợp lý rồi đúng không? Rồi, chuyển sang câu số 54. Cho hình hành ABCD vẫn là hình giống kiểu trên. Đẳng thức nào sau đây là sai nhá. Để kiểm tra xem là độ lớn của vector AB bằng độ lớn vector CD. À, độ lớn thì đúng rồi. Cái thứ hai là độ lớn của BC thì bằng độ lớn của DA cũng đúng. Cái thứ ba, độ lớn của AC bằng độ lớn BD thì cái này là sai. Thì rõ ràng là AC và BD là hai cái đây chỉ là cạnh của hình bình hành thôi đúng không? Thì không khẳng định nó là đúng được. Rồi, như vậy trong câu này chúng ta chọn IC. Câu số 55. Cho 4 điểm ABCD, đẳng thức nào sau đây là đúng? À. Thì chúng ta cùng kiểm tra này. À, chúng ta có ví dụ như AB cộng CD. Yeah. AB cộng CD ý nào thì vế trái nó là AB cộng CD đúng không? Thì chúng ta sẽ khai thác này ra. Thì nếu mình đặt điểm O bất kỳ trong thì AB sẽ bằng AO cộng OB đúng không? Thế cái này cũng là CO cộng OD. Đấy, đấy thì bây giờ chúng ta ghép hai ông này vào nhau. Đấy, thì được đây là AD. Thế là ghép hai ông này vào nhau. Là CO viết trước thì được là CB. Như vậy nó là CB cộng với AD. CB cộng AD. Đây rồi. Như vậy chúng ta chọn ý C. Câu số 56. Cho 6 điểm ABCDEF đẳng thức nào sau đây là đúng? Hẳn 6 điểm cơ. Đó. Thế thì để mà tính toán thì chúng ta có thể kiểm tra từng ý một. Ý A này. Chúng ta có AB cộng CD cộng FA cộng BC cộng EF cộng DE. Đó. Giờ chúng ta xem là có cái nào nhóm vào được với nhau để mình tính luôn nhỉ. FA với lại AB đúng không? FA và AB thì thành FB. Ừ. Rồi, cứ biết là đây là có FA này cộng AB này. Rồi còn những kia cộng lại, được chưa? Thế FA cộng AB thì bằng FB rồi. Thì lại có đấy, đây, thằng này xong rồi nhá. Xong rồi. Bây giờ lại có BC. Chúng ta cộng BC và cộng với phần còn lại kia. Thế ở đây là FB cộng BC thì được là FC. Đúng không? Vứt thằng BC đi này. Đấy, FC thì cộng được với CD đúng không? Đấy, vứt cái này đi. Thì như vậy bằng FD. FD thì có thể cộng với DE. Đúng không? Đấy, cộng với DE. Bằng. FD và cộng DE thì bằng FE. DE xong rồi. Thế FE với EF. Thế thứ hai cái này là hai vector ngược. Đối nhau đúng không? Vậy tổng nó phải bằng 0. Thế thì ở đây thì nếu tổng bằng 0 thì chúng ta sẽ chọn ý A. Đó. Câu số 57. Cho 3 điểm ABC, đẳng thức nào sau đây đúng? Đây thì 3 điểm này
chúng ta xem nào, ở IA này, IA là chúng ta có CB trừ CA đúng không? CB trừ CA là chính bằng AB rồi. Có thể thì cái này CB trừ CA đúng rồi bằng AB, đơn giản quá. Câu 57 chọn luôn ý IA. Câu 58 cho tam giác đều ABC qua cạnh A, giá trị của AB trừ CA. Vẽ tam giác là ABC này, AB này trừ CA. Rồi, thì chuyển sang câu số 58 đi. Thì 58 thì vẽ đây rồi nhá. AB này, AB lại trừ đi CA, AB trừ CA. Thì bây giờ là mình phải tìm cách làm thế nào. Cái này thì chúng ta thấy là không áp dụng được quy tắc trừ. Đấy, thì chúng ta sẽ đảo ngược lại là AB này. Bây giờ không phải là trừ CA nữa, thành cộng AC, đúng không? AB cộng với AC. Thế thì đây rồi, theo quy tắc hình hành nó ra thằng này rồi, bằng AD. Đó, thế độ dài của nó thì chúng ta biết là ví dụ gọi Y là trung điểm của BC. Thì bây giờ chúng ta sẽ tính được như sau này. Ở đây tam giác đều lên chỗ này là sẽ vuông nhé. Đây thành hình thoi luôn. Đấy, thì cái này là A, thì cái này là trung điểm thì là A trên 2. Như vậy chúng ta có này, chúng ta sẽ có là AI này bằng này, theo định lý Pythagore thì nó sẽ bằng căn bậc 2 của AC bình trừ đi IC bình, tức là của A bình trừ đi A trên 2 tất cả bình. Thì tính được là A căn 3 trên 2. Thế mà AD thì bằng 2 lần AI. Như vậy cái này là phải nhân với 2. Như vậy kết quả sẽ là A căn 3. Như vậy trong câu này chúng ta chọn Y, IC. Câu 59. Điều kiện nào dưới đây là điều kiện cần và đủ để điểm O là trung điểm của đoạn thẳng AB nhé. Điểm O là trung điểm của đoạn thẳng AB. Thứ nhất là OE bằng OB. Thì cái này là chưa chính xác vì điểm O là phải nằm ở trong AB này đúng không? Thế nếu O như này sao? Vậy là IE là chưa được. IB là vector OE bằng vector OB. Thế vector OE bằng vector OB. Thì cái này là cũng không xảy ra được đúng không? Đấy. OE lại bằng OB. Thì O nằm đâu đường tròn nó bằng nhau được? Chính nghĩa song song này à? O ở đây, O ở đây à? Thật là vô lý đúng không? Rồi. Đấy. IC này, vector AO bằng vector BO. AO bằng BO. AO, nếu như O nằm ở đây trung điểm này, AO này thì phải bằng OB, nhưng mà đây là bằng BO thì đây là sai. Sau đó chỉ còn một ID thôi. Đấy. ID này đúng rồi, OA cộng OB, đây là hai vector đối nhau thì tổng nó là vector 0. Câu 60. Nếu G là trọng tâm tam giác ABC thì đẳng thức nào sau đây là đúng? Trọng tâm tam giác ABC. ABC. G là trọng tâm. G phải nằm ở đây. Đây là đang có tính vector AG cả. AG bằng này. AG mà theo AB và AC thì trước tiên là chúng ta có AG ở đây là đặt cái này bằng AI đi. Thì nó sẽ bằng 2 phần 3 của AI. Đúng không? Đấy. AI thì do tính chất Y là trung điểm của BC nên AI sẽ bằng chỗ này bằng 2 phần 3 này. Của này. Chỗ này là nếu như chúng ta có AB cộng AC thì dựa theo tính chất trung điểm thì nó bằng 2 lần AI. Đó. Như vậy là 2 lần AI, tức là AI sẽ bằng AB cộng AC chia 2. Thế như vậy là chúng ta có AB cộng AC trên 2. Thì nếu như mà cái này mà rút gọn đi á, đó, 2 này với 2 này, như vậy còn 1 phần 3 của AB cộng với AC. Sau đó là trong cái câu B này, quên, trong câu 60 chúng ta chọn B. Đấy. Thế như vậy là chúng ta đã cùng làm đến cái câu số 60 rồi. Đó. Thì đây nó cũng là một số câu chẵn. Đồng thời là cái, như thầy đã nói trong video trước, đó là cái điện thoại của thầy nó không thể quay hơn được khoảng 46 phút. Do đó là thầy sẽ tách tiếp cái phần đằng sau ra thành cái video phần 3. Thì các bạn chú ý đón xem.
Thì hôm nay xin chào tạm biệt và gặp lại các bạn sau nhé. Xin chúc các bạn học tốt.